Hello, chào các bạn nhá. Hôm nay bọn mình sẽ chế biến món B52 này. Bom B52 này. Đấy, nộp hoa chuối. Xong. Đây là nguyên liệu chính. Hoa chuối non rất dài. Và củ này phải dài đến 60 mấy phân, 65 phân. Và đây chính là nguyên liệu đây. Nguyên liệu để làm cái món nộm hoa chuối. Chỉ cần một củ hoa chuối, hai quả chanh, hai quả ớt và một ít rau mùi, lạng nữa đang rang. Giờ sẽ đi thái rau chuối, tỏi nữa. Này nhá. Đây lấy một củ tỏi thôi. Đó, đây chính là toàn bộ nguyên liệu. Đây cả củ hoa chuối to đùng, bây giờ bóc ra bé tí. Vứt cả đống đây. Đống vỏ. Mà chuối kia vẫn ăn được. Làm nộm ra ra trước mới ngon. Nhìn giống bắp ngô nhỉ? Đi hết nhưng bắp ngô. Cả củ to như cái bún bê mà. Bóc ra bé tí nhỉ? Cái chỗ này vẫn ăn được mà. Cái này vẫn ăn chứ? Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Cái này mới ngon này. Quên. Đây nộp của củ này là phải thái ra phải ngâm một lúc để cho nó, để cho nhựa nó chảy bớt ra đỡ chắc. Em không ngâm đấy à, ngâm chanh à? Bóp ít chanh vào. Đấy, thái ra cho ngâm vào nước một lúc. Tốt nhất là bóp một ít chanh cho vào để tẩy màu, để nó màu đỡ bị đen, không bị thâm. Mấy ngâm nước xong, cái này ăn được rồi. Chưa. Rất ngon. Quả chanh to thế này chắc đủ rồi nhỉ. Hột. Trắng ra rồi chưa? Trắng nhỉ? Ừ. Bóc chanh vào nó trắng ra kìa. Ít nước mắm và thêm tí súp vào. Ừ.
1 thìa đường, 2 thìa đường, 1 thìa đường các bạn nhá. Ngon thế. Đến đây là gọi là sắp đến giai đoạn kết thúc rồi, sắp đến bước cuối cùng rồi. Ngâm nước chanh, ngâm gia vị tầm khoảng 5-10 phút. Rồi bỏ lạc, bỏ rau thơm vào là ăn thôi. Nhìn cứ chảy nước miếng này. Chết mất. Thèm thế. Ngon lắm đây. Rồi, 15 phút đã trôi qua. À, chắc tầm 10 phút thôi. Thì bây giờ bắt đầu trộn lên là ăn thôi. Bây giờ chỉ cần trộn rau thơm các kiểu vào là ăn thôi. Món ăn chỉ ăn vã sướng thôi. Ăn với cơm không hợp lắm. Vẫn ngon nhưng mà ăn vã là sướng nhất. Đó, ăn thử đi. Đừng có phải em ăn thử. Anh ăn đi. Món ngon đã xong rồi nhá. Giờ ăn thử xem thế nào. Đây, mời các bạn. Được. Thì ăn hết làm tiếp nhá. Đi mua, đi kiếm. Ăn xong chị đi. Đồ trên này là nhiều lắm. Tuyệt vời luôn. Anh đi ăn cơm. Anh muốn ăn phát nữa. Mời các bạn nhá. Cay quá chứ. Hai miếng ớt. Ăn hết ớt của người ta. Ớt rơi mất rồi đây. Có rồi.
Đây, một miếng ớt to đùng. Ớt này cay quá. Vẫn bỏ thêm ớt vào à? À dạ. Rồi, mời mọi người ra thưởng thức thôi. Dính hết vào mồm rồi. Phải làm ngon mới ngon chứ. Ăn miếng ớt cay quá. Mày quá nhỉ. Ăn thử xem ngon không? Ngon à? À, sử thử xem nào, ngon không? Ngon. Tuyệt vời nhỉ. Ngon. Ngon không? Anh Khéo. Ngon không? Ngon. Rất ngon nhưng mà món này ngon hơn. À, món này là... Nhìn không thấy. Nhiều quá. Tưởng là ớt hay gì thì ngon thật. Cái món đậu phụ thối thì thế mà cũng coi là món ngon. Rồi. Thôi quay đến đây thôi nhá. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Chào các bạn, chúc các bạn ngon miệng.